rồi, chị Kính đây rồi. Ngày hôm nay là cả một kho tàng câu hỏi về những cái nhất trên quả đất. Ai trả lời đúng hết thì xứng đáng là người hiểu biết bậc nhất hành tinh nha. Bắt đầu nè. Câu 1, Dubai và Qatar, nước nào giàu nhất thế giới? Nói Dubai toàn dùng vàng để tiêu, thế nhưng vẫn chưa đủ giàu bằng Qatar nha các bạn ơi. Ở đất nước này, khám chữa bệnh và đi học đều là miễn phí, là đất nước có nhiều tỷ phú và triệu phú nhất thế giới. Câu 2, ngược lại với Qatar, đất nước nào sẽ nghèo nàn nhất thế giới đây? Việt Nam hay là Eritrea? Nào là Việt Nam thì đáp án tất nhiên là Eritrea rồi. Đây là một quốc gia tại châu Phi và được đánh giá là quốc gia nghèo nhất thế giới hiện nay. Mỗi một ngày, người dân đất nước này chỉ kiếm được khoảng 30.000 đồng. U là trời, thế thì còn không đủ mua bát phở Việt Nam, anh em nhỉ? Câu 3, thôi, giàu nghèo không quan trọng, mà quan trọng là hạnh phúc, đúng không anh em? Dưới đây là quốc kỳ của đất nước hạnh phúc nhất thế giới, bạn biết đó là quốc gia nào không? Phần Lan, đây cũng là quốc gia 5 năm liền đứng đầu danh sách đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Vào tháng 6 và tháng 7 hàng năm, mặt trời sẽ chiếu sáng cả ngày lẫn đêm tại đất nước này. Và đặc biệt, học sinh tại Phần Lan sẽ không phải trải qua bất kỳ kỳ thi nào trong trường học, nhưng lại là đất nước có hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới. Nghe thôi đã thấy mê rồi, anh em nhỉ? Thế nhưng mà Phần Lan vẫn chưa phải là đất nước đáng sống nhất thế giới đâu nhé. Đố bạn đây là đất nước nào? Đáp án là Ireland, được mệnh danh là đảo quốc băng giá. Thế nhưng lại không cần đến nóng lạnh và lò sưởi, vì ở đây có rất nhiều mạch nước nóng phun tự nhiên và các suối nước nóng để cung cấp cho các tòa nhà mà. Sống hòa mình với thiên nhiên như vậy thì đúng là nhất quả đất rồi anh em nhỉ. Yo, để nói về các quốc gia trên thế giới thì mãi cũng chẳng hết chuyện đâu. Cơ mà xem phim bao lâu thì bạn có biết hiện nay Trung Quốc và Nhật Bản, đất nước nào có vua và hoàng hậu không? Câu hỏi là hiện nay nha, ngày xưa thì Trung Quốc nổi tiếng về vua chúa, rồi thì hoàng hậu, hoàng thái hậu. Thế nhưng ngày nay thì chỉ có Nhật Bản mới có mà thôi. Hiện nay Nhật Bản vẫn có vua, hay còn gọi là Thiên Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. Thế nhưng ở nước Nhật, vua không phải là người có quyền lực nhất đâu nhé. Câu 6. À mà xem Tây Du Ký bạn cũng biết, có một đất nước toàn là phụ nữ, còn được gọi là Nữ Nhi Quốc. Vậy thì giữa Hy Lạp và Mông Cổ, bạn có biết đâu là đất nước của đàn ông không? Bán đảo ở Macedonia, Hy Lạp có một ngọn núi tên là núi Thiêng Athos. Ở đây nghiêm cấm phụ nữ đặt chân đến, thậm chí còn xưng là đất nước đàn ông. Chỉ có những người nam đủ 18 tuổi trở lên và là tín đồ của chính thống giáo Đông Phương mới có thể cư trú ở núi này. Có anh em nào nghe xong muốn tới đây một chuyến không nhỉ? Câu 7. Thế bạn có biết đất nước nào là nhiều hoa hậu nhất thế giới không? Mỹ hay là Venezuela? Đây
Đây là hai đất nước có nhiều hoa hậu trên thế giới, nhưng mà nhất thì là Venezuela nha. Đây được coi là một cường quốc hoa hậu khi có tới 7 vương miện hoa hậu hoàn vũ, 6 vương miện hoa hậu thế giới, 8 vương miện hoa hậu quốc tế, 2 vương miện hoa hậu trái đất và 1 vương miện nữ hoàng du lịch quốc tế. Câu 8, tiếp theo là đất nước Lào và Campuchia. Bạn có biết đất nước nào không giáp biển không? Chỉ có thể là học sinh giỏi địa mới biết đáp án là Campuchia, ý lộn là Lào. Tuy là quốc gia không giáp biển, thế nhưng Lào lại có đến 4.000 hòn đảo, quá ảo luôn. Thế giữa Singapore và Thụy Điển, đâu là quốc gia sạch nhất thế giới? U là trời, trước giờ cứ nghĩ là Singapore, thế nhưng đáp án đúng lại là Thụy Điển. Ở đây nếu thải ra khí CO2 thì sẽ bị đánh thuế đấy nhá. Mở mắt ra, hít thở vài đường cơ bản là đã mất tiền rồi chứ đùa đâu. Không chỉ vậy, Thụy Điển còn là đất nước có nhiều đảo nhất trên thế giới. Ước tính Thụy Điển có khoảng 221.800 hòn đảo, trong đó có 1.000 hòn đảo không có người sinh sống. Cho chị Kính biết, đất nước nào có nhiều xe tăng nhất? Nói về quân đội và các loại xe tăng thiết giáp thì thực sự chưa có quốc gia nào vượt mặt được Nga. Hơn nữa Nga cũng là người anh em thân thiết của Việt Nam chúng mình đấy. Câu 11, vậy thiên đường dành cho các cặp đôi thuộc về quốc gia nào? Maldives chính là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới, được ví như thiên đường dành cho các cặp đôi. Nhưng Maldives cũng là quốc gia có nguy cơ bị chìm bởi một con sóng, vì quốc gia này sở hữu 80% số đảo cao không quá 1m so với mực nước biển. Đây cũng là quốc gia thấp nhất trên thế giới. Vậy hãy nhanh chóng giàu để có thể đi du lịch Maldives trước khi quá muộn nhé! Câu 12, đất nước này dành cho những bạn hướng nội full time nè. Bạn có biết ở đâu mà khó gặp hàng xóm nhất không? Có số dân thưa thớt nhất trên thế giới, tính ra chỉ có tầm 4 người trên 2,6 km² thôi đấy. Thế nên ai hướng nội không muốn gặp hàng xóm thì chuyển ngay đến đây định cư nhé. Câu 13, quốc gia đô thị lớn nhất thế giới nằm ở đâu? Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, Singapore chính là quốc gia đáng sống nhất thế giới và đây cũng là nơi không có đất nông nghiệp mà chỉ toàn là thành phố và đô thị mà thôi. Câu 14, bạn biết quốc gia nào gắn liền với những cái nhất nào nữa? Comment xuống dưới nhé! Ai bình luận hay nhất thì chị Kính sẽ đưa lên TV nhé! Giờ thì like, đăng ký và chơi đuổi hình bắt chữ thôi nào! Câu 1, đây là chuyện cổ tích nào? Giữa nàng Tấm và hai mẹ con nhà Cám, bạn là fan của bên nào? Comment xuống dưới nhé. Khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chỉnh, mảnh chai bờ rào. Ôi chao, vừa khích như in. Chủ nhân của chiếc giày đây rồi. Chủ nhân của chiếc giày đây rồi. Nhà vua mừng khôn xiết, rước Tấm về cung. Mẹ con Cám ghen tị không kể xiết. Nhân ngày Tấm về dỗ cha, họ đã bày mưu hãm hại cô. Câu 2, tên chuyện cổ tích này là gì?
cây tre chăm đốt. Câu chuyện có ý nghĩa động viên chúng mình chăm chỉ cần cù chịu khó thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Tôi đánh giá đây là câu chuyện cực kỳ vô cùng ý nghĩa đó nhé. Ơi, đủ 100 đốt rồi ông ạ. Tốt lắm, con xem cho kỹ đây này. Khắc nhập, khắc nhập. Ôi, kỳ diệu quá ông ơi. Chuyện ta là bụt mà lại. Giờ gánh tất cả số đốt tre này về. Muốn những đốt tre dính liền với nhau thành một cây tre thì hãy đọc khắc nhập và ngược lại đọc khắc xuất để chúng rời nhau ra như cũ. Nhớ chưa? Dạ, con tạ ơn bụt. Câu 3, một câu chuyện xúc động đến bật khóc. Chúng mình về lòng hiếu thảo với cha mẹ. Tình mẫu tử là bao la vĩnh cửu nhất. Kiểu gì bạn chả được mẹ kể cho nghe rồi. Mẹ ơi, con về rồi đây. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Thế nhưng cậu chạy khắp nhà gọi mẹ mãi. Gọi mãi đến lạc cả giọng mà vẫn không thấy tiếng mẹ đáp lời. Mẹ ơi, con hứa từ nay sẽ ngoan nghe lời mẹ. Con hứa sẽ không nghịch ngợm, không làm mẹ buồn nữa mà. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Xin hãy về với con. Câu 4, câu chuyện mang ý nghĩa gia đình cực lớn. Sự tích châu cao nói lên sự trân quý tình cảm anh em trong gia đình và còn là tượng trưng cho tình yêu chung thủy của lứa đôi vợ chồng luôn gắn bó với nhau đến đầu bạc răng long. Phong tục châu cao cưới hỏi cũng từ sự tích này mà ra đấy. Vua sai người lấy lá cây leo và lấy quả của cái cây không cành nghiền với nhau xem sao. Thì thấy mùi vị cay cay, nhai thử thấy thơm ngon. Và nhổ nước vào tảng đá thì thấy bãi nước biến dần sang sắc đỏ. Nhưng dần gọi cái cây mọc thẳng kia là cây cao, cây dây leo kia là cây trầu. Lại lấy tảng đá kia đem về nung cho xốp để ăn với trầu cao cho miệng thơm, môi đỏ. Tình duyên của ba người tuy đã chết mà vẫn keo sơn thắm thiết. Trong mọi sự gặp gỡ của người Việt Nam, miếng trầu bao giờ cũng là đầu câu chuyện. Để bắt đầu mối nương duyên, hay khi có lễ nhỏ, lễ lớn, cưới xin hội hè. Kể từ đó, tục ăn trầu đã trở thành truyền thống của dân tộc Việt Nam. Câu 5, câu chuyện về lòng biết ơn và sự chia sẻ giữa anh em trong gia đình với nhau. Sự tích cây khế, ăn một quả khế trả một cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng. Nhà ai còn cây khế thì chịu khó ra ngồi đợi phượng đến ăn quả nhé. Chim ơi, chim ăn hết quả khế chín thì chúng tôi lấy gì mà đem bán bây giờ? Ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng. Trời đất, chim lạ biết nói tiếng người sao? Chúng ta có nghe nhầm không nhỉ? Hai vợ chồng chưa hết ngỡ ngàng thì nó đã vỗ cánh bay đi mất. Câu 6, chuyện này mang tính giáo dục, kiên trì cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Rùa và thỏ, bài học đẻ đời cho thỏ với tính huênh hoang và ngạo mạn, nên nhớ chậm mà chắc nha các bạn ơi. À, thế rốt cuộc thì rùa hay thỏ mới là kẻ thắng cuộc nhỉ? Câu 7, bạn biết câu chuyện cổ tích này không? Chính con bà sát luôn, là câu chuyện ba chiếc rìu. Bác tiểu phu nói ui mất rìu, con chị kính nói với pha là yêu mất rồi. Ha ha. Câu 8, các con dân Việt Nam đều phải biết chuyện này. Cháu tiên, xưa mẹ Âu Cơ sinh được trăm con, 50 xuống biển, 50 lên non. Câu 9, nhờ có chuyện này mà ta biết ông trời và con cóc là họ hàng của nhau.
kiện trời, con cóc là cậu ông trời. Nếu ai đánh nó thì trời đánh cho. Hóa ra ông trời là cháu của con cóc đó. Câu 10, tên truyện cổ tích này là gì? Sự tích dưa hấu, thông điệp ở đây là đương đầu với khó khăn thì sẽ thu về quả ngọt, cụ thể là quả dưa hấu đấy. Cây nở hoa kết thành trái. Đến mùa thu hoạch, hai vợ chồng Mai An Tim đem hết số quả chín về nhà. Quả nào quả nấy đều to, căng tròn và xanh thẳm. Khi bổ quả ra thì bên trong ruột lại có màu đỏ tươi, mọng nước điểm xuyến những hạt màu đen lấy. Cả nhà Mai An Tim liền thưởng thức quả lạ, thì thấy vị của nó vừa ngon, vừa ngọt, lại vừa thơm. Câu 11, đây là chuyện cổ tích nào? Chất trí tuệ của con người, cụ thể là trí thông minh của cậu bé. Câu 12, bạn biết câu chuyện này chứ? Sọ dừa, câu chuyện ca ngợi vẻ đẹp bên trong của con người. Thông điệp gửi đến chúng ta là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Cơ mà giờ đang mùa dừa, ai lụm được quả sọ dừa để đổi đời chưa? Ha ha. Câu 13, câu chuyện cổ tích gắn liền với một di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Hồ Ba Bể, ca ngợi những con người có lòng nhân ái. Chúng ta không được ích kỷ với mọi người, gieo nhân nào thì quả đó, quả là không sai. Tôi gieo nhân tình để quả quyết yêu Phan nè. Câu 14, bạn có biết chuyện này không? Điều ước, câu chuyện nói về sự tha thứ và lòng yêu thương, đặc biệt là anh em trong nhà phải đùm bọc lẫn nhau. Cơ mà giờ cho anh em 7 điều ước thì anh em ước gì ta? Câu 15, chuyện cổ tích này cũng gắn liền với di tích lịch sử nổi tiếng. Hồ Gươm, nơi nhận và trả móng cho rùa vàng. Bài học từ câu chuyện này là lòng biết ơn những người đã giúp đỡ ta trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Câu 16, chuyện cổ tích này dạy chúng ta về cái thiện và cái ác. Thạch Xanh, con và Lý Thông với Thạch Xanh có phải là bạn thân không anh em nhỉ? Ai nhớ thì comment xuống dưới nào. Câu 17, chuyện cổ tích nào đây? Có phải là Hắc Bạch Vô Thường không? Dê đen và dê trắng. Dê trắng sợ dẹt bị ăn thịt, dê đen dũng cảm và đã vượt qua. Câu chuyện tình bạn bạc xỉu thật là cảm lạnh. Câu 18, trong kho tàng chuyện cổ tích Việt Nam, bạn ấn tượng nhất ý nghĩa của câu chuyện nào? Comment xuống dưới nhé. Giờ chơi hết rồi. Vừa chơi vừa học được bao nhiêu kiến thức luôn ấy chứ. Nhớ like và đăng ký kênh cho chị Kính nha. Bye bye.